Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Hiện tại thì mình đang trên đường đi tìm cái ngôi đền từ một cái bản đồ. Và có vẻ là nó khá là xa cái chỗ ở của mình hay sao á. Mình đi cũng 2 ngày rồi mà chưa thấy tới nơi á. Chuyến này hơi toan rồi. Thôi kệ đi, sẵn tiện lúc này thì mình sẽ đi khám phá và tìm thêm nhiều vùng đất mới hơn á. Coi như là một chuyến đi để tìm hiểu vùng đất mới đi. Chứ không đặt nặng cái việc tìm cái ngôi đền này lắm đâu. Và phía bên này thì mình thấy có một cái giếng hay sao nè. Để coi. Oh my god, man. Ôi, nó dụ mình kêu mình nhảy dưới, mình không có nhảy đâu. Lỡ nhảy dưới thì không lên được rồi sao? Đâu dễ gì mà dụ mình được. Và cái vùng này á, nó không có bất kỳ một cái công trình gì khác ngoài cái giếng này luôn ấy. Nãy giờ mình đi băng qua mấy cánh rừng rồi á. Hôm nay có vẻ là nhân phẩm của mình nó không được may mắn cho lắm rồi. Ui, ở đá vậy ở đây nó còn có cục gì á? Ồ, tự nhiên có khối thạch nhũ nó nhô lên mặt nước vậy. Lạ ha. Đúng là đi khám phá nhiều lúc mình gặp nhiều thứ lạ thiệt. Thôi để mình cầm bản đồ bên tay trái luôn đi. Trời. Nghe bóng tối nè. Heo gì mà đen thui tùi lùi hả? Hai con luôn. Hôm bữa thì gặp con gà bóng tối rồi. Giờ tới con heo bóng tối. Đen gì mà đen dữ không biết nữa. Cái này mà đi ban đêm chắc không thấy nổi nó luôn á. Đen như cục lọ luôn mà. Lại là một cái cánh rừng hoa anh đào nữa hả? Có vẻ là cánh rừng hoa anh đào rất là phổ biến ở trong này á. Ê khoan, tới làng rồi á. Ủa sao tự nhiên có cái ruộng của ai nè? À, tới dân làng. Ủa, bấy dân làng đâu? Sao mình nghe tiếng zombie? À đây, ở dưới này có cái hang nữa. À đây, còn zombie. Có khi nào nó ăn thịt bấy dân làng không mà trời. Đây còn cái nhà nữa nè. Chắc không đâu, chắc không xui tính vậy đâu. Mong à, đây, bác dân làng đây. Hên quá. Tưởng đâu mấy bác dân làng ở đây bị zombie ăn thịt hết rồi chứ. Hên là vẫn còn những bác dân làng sống sót ha. Vậy mình mới an tâm mình vô mình kiểm tra đồ các thứ chứ. Coi, ui, sao ngôi làng này nghèo quá, không có đồ gì xịn hết. Ú, phù thủy. Phù thủy nè. Trời ơi, mấy bác dân làng còn giao du với bà phù thủy nữa hả? Ghê nha. Rồi bây giờ thì mình đã tới luôn cái vùng mà băng giá rồi. Wow, vùng băng giá lâu lâu nó sẽ có những cái hang động rất là bự như vậy ha. Nhìn cũng đẹp quá chứ. Trong đó còn có sắt nữa cơ. Mà thôi đi, trong đó tối thui không có thấy đường đâu mà vô khám phá. Để coi qua vùng băng này mình có gặp cái thứ gì mới hay không. Lần trước thì mình đi về hướng biển á, mình gặp cái vùng băng nổi trên mặt nước. Còn lần này là một cái vùng đất băng tuyết luôn ha. Băng phủ tuyết quanh năm nè. Liệu rằng trên vùng này có những cái thứ gì mới hay không? Nhất là những con quái vật á. Mà ban ngày thì chắc cũng hơi khó tìm ha. Thôi, chịu khó một xíu đi. Phía bên kia là một cái cánh rừng nữa rồi. Không biết là hôm nay mình có tìm được cái ngôi đền hay không nữa, nhưng mà cứ đi về phía trước đi, hy vọng là mình đi đúng hướng. Có thỏ nữa cơ. Rồi luôn, hiểu luôn, cái vùng này nó bự lắm, đúng to luôn á, cái vùng băng tuyết này. Ờ, có vùng chỗ băng này nè, chỗ băng này mình vừa đi vừa nhảy nó rất là nhanh ha, cũng tiết kiệm được thời gian của mình khá đấy. Ê, ở phía đằng xa mình thấy nó có một cái tàn tích cổng địa ngục. Trong đây rất là dễ gặp được những cái món đồ có dòng sửa chữa nha. Ui, lần này thì không rồi, nó là đồ hấp. Buồn vậy. Để mình lấy cái khối vàng cái đã. Hết rồi. Vô đây lượm được đúng cái khối vàng thôi. Tưởng đâu lượm được một món đồ vàng có dòng sửa chữa chứ. Khá là nhỏ nha. Và hồi nãy giờ mình đi thì cái
Bản đồ nó đã di chuyển được một chút về hướng Tây rồi kìa. Có xương tàng hình. Mình đã gặp một cái chỗ của những con xương tàng hình rồi. Cẩn thận. Xương tàng hình nè. Tàng hình nè. Là mũi tên của nó. Nó ở trong này nó chui ra nè. Ghê thiệt. Bây giờ mình phải tìm cách mình lên mình tiêu diệt nó mới được. Không có block để trèo lên nó mới khổ ấy chứ. Cái này là gì? Ở đây có nhiều gấu lắm. Ui, gấu dí mình. Biết ngay mà. Bình tĩnh nào. Mình chưa đụng vô gấu con á mà gấu mẹ làm gì căng dữ không biết nữa. Hung dữ thế ơn. Mình chưa làm gì gấu con luôn. Rồi mình tìm đường mình đi lên trên này cái lấy đá. Ủa cái này là sỏi hả? Rồi mình lấy đá củi. Đi lên. Cẩn thận. Vô đây cũng ghê á. Bắt cua qua đây. Chỗ này không có dấu rương. À kìa bên kia có dấu rương. Cũng được mớ đồ. Ê. Đánh lén. Đánh lén nè. Tiếp tục. Nè còn con xương tàng hình nè. Từ trên nó nhảy xuống nữa. Hung dữ. Mấy con này quá trời hung dữ rồi. Trời, sao đông quá. Mình phải tiêu diệt lẹ để lên trên mình đập cái lòng spawn. Còn có tên gây ảo giác nữa. Con nào là con thiệt vậy? Từ. Ngồi con... Rồi xong rồi, mình chặt chết con thiệt rồi. Nguy hiểm ghê á. Giáp ngựa kim cương có sắt. Chắc mình phải đi lên trên để mình tìm cái lòng spawn mình đập thôi. Như vậy thì không ổn tí nào cả. Nè còn rất là nhiều xương luôn nè. Xương nè. Hai chặt là đi thôi, kiếm của mình bây giờ khá là khỏe rồi. Ồ, trong đây chủ yếu là nó cho mình sắt thôi hả? Chứ nó không có cho mình thêm những gì quá là xịn ha. Rồi còn con nào đó, đây còn con nè, hai con luôn. Mình sẽ tiêu diệt nó. Ú chặt hút. Rồi đó có vẻ là hết rồi đó. Bây giờ mình hết nghe tiếng quái rồi. Rồi coi trong cái rương này. Yeah, 3 viên kim cương, ít ra là vậy. Và nó còn có một cái mining system explore map ha. Mình khám phá ngôi đền chưa xong nữa mà còn cho mình thêm cái map mới nữa nè. U là trời. Chẳng lẽ đi tiếp ta đi. Mình đang khám phá gian dở cái bản đồ này mà. Để coi cái này nó có gần cái chỗ mình không. Mình ở đây. À khá là gần. Bản đồ này gần hơn nè. Thôi mình khám phá bản đồ này đi ha. Đi một xíu thôi là tới rồi. Để coi nó là ở hướng. Ô. Vẫn còn con xương. Con xương. Là mũi tên của nó. Nó khá là gần chỗ mình ha. Để mình đi tìm thử coi. Coi cái hệ thống đào mỏ nó là trông như thế nào. Trời sập tối rồi mà mình chưa tìm ra nữa. Không biết cái bản đồ này có lừa mình không ta. Hy vọng là nó đừng có lừa mình nha. Mặt trời xuống núi rồi. Chắc mình nóc vô miếng đi. Nóc vô. Đó. Tuyệt vời. Ê. Có đồ không? À có đồ. Ồ. Lại có đồ mang về. Ok mình trả lại cho người ta đi ha. Xong phim đi tiếp. Có vẻ là mình... Ủa chẳng lẽ mình đi sai hướng ta? Đúng hướng mà, hướng này hướng Tây mà. What the hell? Ê, ở dưới nó còn có cái chỗ gì kìa. Để mình xuống đây mình lướt thử. Nó có một cái cần câu. Deep free. Bong bóng. Glow stick. Có những cọng dây nữa. Glow stick. Ây da, hết oxy. Xịt nữa thì đi rồi. Ok, lấy oxy lại rồi mình sẽ bơi lên trên ha.
Rồi còn các bản đồ này thì sao? Ủa, hay là nó dẫn mình tới cái bộ hóa thạch của cái con quái vật cổ đại? Biết xa xa ngoài biển mình thấy có một bộ hóa thạch gì nè. Mà cái này là cái bản đồ hệ thống đào mỏ mà, mining system mà, chứ không phải hóa thạch đâu. Ủa, nhiều cái lạ ghê á. Thôi kệ, đây gặp hóa thạch thì mình xuống mình tìm, mình khám phá luôn. Ở đâu? Ý, có rất là nhiều những cái vỏ ốc anh Vũ nè. Để mình lấy oxy lại ha. Có những cái khối magma như vậy mình hồi oxy khá là tốt đó. Những thứ không cần, để coi coi làm được con đuôi. Nó à. Ui, còn có những con dơm bay chết đuối nữa. Dơm bay chết đuối nè, đi ra chỗ khác đi. Ở đây nó còn có một cái hang hay sao á. Chính xác rồi, nó còn có một cái hang nữa. Mình thử xuống đây. Ô. Cái này là một cái khu mỏ. Khu mỏ bỏ hoang phiên bản ở dưới nước luôn. Wow. Kìa. Bự ghê á. Có lòng spawn luôn nè. Đập cái thôi, đập cái thôi, đập cái thôi. Gì nó spawn ra rồi. Ôi, mà quên nữa, mình không có thở dưới nước được đâu. Ủa, nãy mình xuống đường nào vậy? Ôi không, đi lên, đi lên. Oh my god. Ui. Tò mò một chút xíu nữa là tắt thở ở dưới rồi. Mình không có thở được dưới nước đâu. Hên là lên cộng kịp á. Tò mò nhiều cái nguy hiểm thiệt. Ui, bây giờ mình sẽ tìm đường đi lên thôi. Ui, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Và cái bộ hóa thạch của cái con quái vật cổ đại này á, thường thường nó sẽ có một cái rương ở phía đầu. Để mình sẽ ra phía đầu mình tìm coi coi có cái rương đó không nha. Biết đâu mình lại hốt được cả đống đồ xịn thì sao. Cái đầu của nó đâu ta? Cái này tới cái đầu chưa? Nó hình như ngay đây là tới cái đầu rồi nè. Giờ tới công đoạn á. Thử nhân phẩm thôi. Mình sẽ đào vòng vòng kiếm cái rương ha. Ừ, đây 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 đây. Ra luôn. Được 4 viên kim cương. Kiếm. Nhặt 2 hả? Ồ, cũng không xịn lắm. Nhưng mà nói chung thì cũng có kim cương thì khá là ok ha. Rồi còn bây giờ thì tiếp tục cái hành trình tìm cái hệ thống đào mỏ thôi. Ủa sao nó bảo là gần đây lắm mà ta? Kỳ á. Có nào nó bịp mình không? Để mình thử bơi qua đây một tí. Không thể nào chấp nhận được. Ở đây nó cũng có cái hệ thống đào mỏ giống như là nó dính vô tới bên kia. Lạ gì ta? Và phía bên này á, thì mình thấy nó có một cái giống như là tảng băng trôi vậy. Nên nó nổi lềm bềnh trên mặt nước nè. Lên đây khám phá thử ha. Ui, nhưng mà trên tảng băng này có quá nha. Dơm bay nè. Có xương nữa. Ghê vậy. Rồi 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 rồi, cái băng đồ nó bắt đầu nó mở ra rồi. Yes. Vậy là nó không bịp mình. Chỉ có điều là nó hơi xa thôi. Kệ em sao, hơi xa xíu cũng được. Đã vậy ở dưới nước nó còn có một cái cổng địa ngục nữa cơ. Oh. Được được. Lại đây đá thêm cái cục vàng đó coi. Vàng free đấy. Ngoài ra ở dưới nó thường thường sẽ có rương á. Và những cái rương nó sẽ có cơ hội chứa những cái món đồ có dòng sửa chữa nha. Hy vọng lần này sửa chữa. Sửa chữa, đây rồi. Một cái món đồ sửa chữa đầu tiên. Quá đã luôn. Khói vàng nữa. À quên, lấy oxy lại, lấy oxy lại. Mình hết oxy rồi. Đó. Rồi rồi, lấy về, lấy vàng, lấy vàng. Thành công, chuồn thôi, chuồn thôi, chuồn thôi. Chuồn, 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 chuồn. Rồi, xong phim. Quá xa đã luôn. Và cái hệ thống đào mỏ này nó đang ở phía trước mình nè. Nó cách mình tầm cả 100 ô nữa. Tại không có thuyền nên mình bơi luôn đi. Mình có đôi ủng sải bước dưới nước mà, nên cái việc bơi dưới nước nó cũng không quá khó đối với mình đâu. Bơi luôn á chứ, nay làm vận động viên bơi luôn. Wow wow wow. Bên đây còn có 2 con tàu luôn nè. Đi tìm cái hệ thống đào mỏ mà gặp được tàu cướp biển luôn. Ý trời đã định rồi. Mình sẽ vô mình khám phá luôn cái tàu này ha. Sợ gì?
ao ao ao, nó xuất hiện những cái con xương rồi kìa. Xương nè. Chơi lớn luôn. Lên, đánh chiếm tàu cướp biển này luôn. Giờ có đồ mà sợ gì. Ấn nhầm. Đâu, cướp biển đâu, bước ra đây. Coi có đồ gì trong gương không. Có vẻ ở trên nó không có chứa đồ rồi. Mình sẽ bắt đầu khám phá vô bên trong ha. Ui, đây giống như là cái chỗ của tên thuyền trưởng vậy. Ồ, có giống như cái quyển cái này gọi là gì ta? Nhật ký, giống như cái quyển nhật ký của ông thuyền trưởng nè. Ai, con này làm giật mình. Wow, làm cướp biển rồi viết nhật ký đồ chuyên nghiệp ta. Rồi đồ đâu? Ok, viết nhật ký xong không để lại đồ chạy. Buồn vậy. Ở đây có rất là nhiều xương luôn. Ui, nhiều xương lắm. Rất là nhiều xương luôn á. Bình tĩnh. Bọn chúng đang xử lý nhau à. Mình sẽ vô mình đập lòng spawn lên. Đập lòng. Trời ơi, cái đống lòng spawn luôn. Đi tới đâu mình đập tới đó. Dọn hết chưa, Rồi có vẻ là hết lòng spawn rồi. Bình tĩnh. Mấy con xương này không phải đối thủ của mình đâu. Nên cứ từ từ mà tiêu diệt. Cẩn thận. Xong pin. Còn zombie nữa nè. Quá đã luôn. Giờ thì tới cái công việc quan trọng nhất nè. Là lấy đồ á. Nhưng mà coi đồ nó có chứa nhiều hay không thôi. Mình sợ trong đây không có nhiều đồ á. Rồi, lướt từng rương đi ha. Để mình sắp xếp đồ mình lại cái đó. Đồ mình cũng hơi bừa bộn nè. Cất bớt cho nó gọn vô. Bản đồ cất vô luôn. Và mấy block thì chắc mình sẽ vứt bớt vô trong ha. Cho nó luôn á. Tặng nó block luôn. Băng thì mình sẽ mang về. Biết đâu mình lại còn. Đồ sửa chữa cũng cất nè. Nó chủ yếu là chứa vàng các thứ đó. Vampire Slash. Một cái dòng liên quan gì tới mặt cà rồng á. Mình sẽ giữ luôn ha. Còn đồ gì khác không? Vàng. Có vẻ là mấy tên này là cướp biển hạng nghèo rồi. Không có nhiều đồ lắm. Đã gì còn chứa đồ lời nguyền nữa. Khổ mấy chế này ghê á. À, trong mấy cái thùng nó cũng có đồ nữa ha. Chắc là đây là phòng chứa đồ rồi. Táo vàng các thứ nè. Bắt đầu đồ nó khá hơn tí rồi đó. Nhưng mà chưa thấy viên kim cương nào nha. Xuyên vào da thịt. Đâu chui ra vậy? Hình như nó còn tầng dưới nữa. Nó còn tầng dưới nữa, để mình đi xuống tầng dưới luôn. Ủa, đường nào xuống tầng dưới vậy? À, đường này. Hèn gì mà nghe tiếng slam nó nhảy bẹp hoài. Ủa, cái này không phải slam mà là những con kem nhung nham. Mấy con này còn nguy hiểm hơn con slam nữa. Mình sẽ bắn nó đi. Nguyên một đàn luôn chứ không phải là một con nữa. Thế mới khổ chứ lì. Mình sẽ chặt bớt. Chặt nó. Nó có cái lòng spawn trống kìa. Mà phải giết hết thì mình mới dám vô đạp được. Kem nhung nham nè. Cắm đuốc lên. Ui. Tưởng đâu hết rồi, ai về trong này còn quá trời luôn. Rồi xong rồi, đập rồi. Hết sợ rồi ha. Thế coi tầng dưới cùng thì nó có dấu đồ hay không. Wow. Oh my god. Coi kìa. Ui, làm cướp biển vào vậy sao? Kim cương mà trưng bày luôn. Đập ra. 7 viên. Ta nói nó đã nha. Mấy viên ngọc lục bảo đây. 8 viên rồi. Yes. Xì ra nó giấu khoáng sản mà nó tìm được ở dưới tầng dưới lận. Vàng thô nè. Lụm vàng thô luôn. Ngọc lục bảo nè. Trời ơi. Không đâu, mình đánh giá nhầm rồi. Đồ xịn nó giấu ở tít ở dưới lận.
Hên là mình xuống đây chứ không thôi là bỏ cả đống khoáng sản rồi. Sắt nữa nè. Đã ghê á. Rồi. Ao 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 ao. Những con kem nhung nham này. Nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó quýnh cũng đau lắm á. Này nó kem nhung nham. Rồi luôn đây cục. Hình như mình tới cái phòng ngủ của thuyền trưởng rồi. Đây là căn phòng chứa rất là nhiều đồ VIP nè. Trong đó có một cây đinh ba luôn. Trời ơi, tự nhiên hút được cây đinh ba đã vậy. Còn có bản đồ kho báu nữa. Ái cha cha, lụm luôn, xíu đi tìm kho báu tiếp. Rồi giờ thì lấy khối ngọc lục bảo đây thôi. Khối kim cương nữa. Vứt cái này ra. Xong, trời ơi. Chuyến này đi phát một về giàu luôn á. Đó, mình sẽ cắt bớt đồ vô trong ha. Quá trời quá đất rồi. Cái đống kim cương luôn. Vàng rồi vàng thô các thứ nè. Nhét vô trong. Hết rồi. Như vậy là mình đã khám phá xong cái tàu của một tên cướp biển giàu có rồi ha. Quá xá đã thiệt. Trong đây còn giấu đâu không? Ok không giấu thì thôi. Đừng đâu giấu là mình lấy nốt. À có khoe đi. Có đồ khoe đi chứ giấu giấu mình cũng tìm ra à. Xong. Xong một con tàu rồi. Phía đằng kia còn một con tàu nữa thì phải. Một con tàu đó nhỏ hơn. Để bữa khác khám phá đi. Giờ thì đi tìm kho báu có vẻ là hợp lý hơn á. Coi coi. Ủa nãy giờ mình đang tìm cái bản đồ nào ta. Ờ quên cái hệ thống đào mỏ nữa. Quên. Tập trung chuyên môn xíu nào. Hồi nãy giờ nói đi tìm cái hệ thống đào mỏ mà đi khám phá mấy cái gì đâu không à. Bó tay mình thiệt. Đâu, mình tới hệ thống đào mỏ chưa? Mining system gì đâu. Gần tới rồi nè. Để coi coi cái mining system nó ra làm sao ha. Ôi kìa. Rồi mining system của mình đâu? Hả? What? Nè mình tới rồi nè. Mình nói đâu? Chẳng nhẽ nó ở dưới lòng đất ta? Dám lắm á, nhiều khi nó dưới lòng đất á. Spawn free. Ồ, mình làm được một cái thành tựu gì cơ. Đá miễn phí. Ê, hình như tới rồi. Đúng không? Ồ, chính xác. Từ. Hồi nãy mình thấy mình có cái bong bóng này nè. Mình có thể gắn vô. Con xương này. Mình có thể thay thế cho cái nón hai lúa của mình. Ủa? Coi mình đeo bong bóng kìa. Nice. Cũng được đấy. Nhìn cũng khá là thời trang đấy. Mình nhảy lên cao lắm luôn á. Được đấy nhờ. Khi mình đội cái bong bóng á thì mình sẽ nhảy cao hơn. Ê bình tĩnh nè. Bình tĩnh nè mấy cưng. Hung hăng quá vậy. Ê trong đây nó chứa được nhiều đồ lắm. Lút. Fan mining gia tài chậm hỏng. Quá trời đồ xịn luôn. Dạo to rồi. Ui có cái đàn ukulele nữa nè. Chiếc này giàu rồi. Quick draw lụm luôn. Cái này cấp độ 1 à. Bảo vệ 4 top nè. Trời, gặp được khu mỏ bíp. Xài bước dưới nó chậm hỏng. Chỉ lấy những cái thứ nào mà tốt thôi ha. Còn cái thứ thường quá thì mình có thể vứt đi cũng được. À mình biết rồi, có cái lòng spawn nè. Quên đập. Trong đây còn nhiều thùng lắm. Tha hồ mà lút luôn. Hầu như cái thùng nào nó cũng có đồ. Ồ có những viên kim cương hết á. Hồi nãy giờ mình lút 3 thùng đều có kim cương hết luôn nè. Đã ghê luôn á. Hiệu suất 5 luôn. Đồ các thứ. Cái nón bảo vệ kho lửa. Quần bảo vệ 2. Được á, mình lấy cái quần đi. Lấy thêm cái quần về. Có quần mới, nón mới luôn. Sướng ghê á. Nè, thấy chưa. Chiếc này giàu rồi. Cúp sửa chữa luôn. Sát, lượm thêm sát. Ngọc lục bảo, rồi còn gì đây. Incremental of. Nghe tên VIP đây, lượm liền. Sửa chữa tiếp nè.
Ta nói nó VIP tời. Mà đồ mình hết chỗ chứa rồi. Có đồ. Ui bình tĩnh nào Ripper. Mèn đét à. Nó chơi nó đẻ ra cái con xương mà nó cho con Ripper đè đầu cửa cổ. Khó chịu vậy. Chắc bây giờ mình sẽ có nên vứt bớt mấy cục đá không ta? Ờ vứt bớt đá đi, đá mình tìm được mà. Bớt mũi tên, không được, mũi tên mình giữ lại. Vứt bớt sắt đi. Rồi, mấy thứ nào tốt thì mình sẽ ưu tiên mình lượm ha. Cứ mỗi cái thùng là được cả đống kim cương như vậy đó. Chuyện này làm già không khó rồi. Áo bảo vệ 4 luôn nè. Mình sẽ ưu tiên lấy cái món đồ mà nó có dòng bảo vệ cao cao một xíu. Cái nón Luffy, ủa gì nón hai lứa thì mình có thể chế tạo nên mình vứt cũng được. Ok, nè coi nè. Mới vô con xíu thôi mà loot được cái đống đồ luôn. Thích thiệt chứ. Ừ, mình có khá là nhiều vàng nên mình sẽ nén nó lại thành khói đi. Tiết kiệm được một mớ diện tích nữa. Đó. Ồ, vậy cũng hay, vậy cũng hay. Rồi, vậy là mình lại có thêm ô để mình chứa thêm đồ rồi. Kim cương cũng nén lại luôn. Rồi, xong phim. Yes. Đi tiếp, đi tiếp. Hệ thống đào mỏ này thích tê nha. Đi 10 cái giống như gì cũng được nữa. Cho quá trời đồ top luôn. Nhưng mà mấy con xương đây nó hung dữ lắm nha. Giống như là nó canh giữ những cái chỗ này á. Nó không muốn mình lấy hết đồ của nó. Mình cho xin miếng đi. Khó chịu tê nhờ. Ta xin con miếng đồ. Ta có lấy nhiều đâu. Lấy con chút xíu luôn á. Rồi còn nhìn lấy được không ta? Bảo vệ 4 các thứ nè. Vô đây lụm giáp về mặt mệt xỉu luôn. Cái này thì mình có thể make the wearer invisible. À mặc cái này vô là được tàng hình. Wow. Đúng không? Ê đúng rồi, mỗi lần mình ngồi xuống là mình được tàng hình nè. Cũng VIP đấy. Giữ luôn. Mình hết ba lô rồi. Hay là gì? Mình sẽ lấy cái ba lô mình ra. Mình nâng cấp nó lên thành ba lô kim cương luôn đi. Mình sẽ cần có thêm ngọc lục bảo á. Có bàn chế tạo ở đây sẵn rồi nè. Mình sẽ làm cái ba lô kim cương. Đó. Ê cái ba lô đâu? Đây. Yes. Và bây giờ nó lại có thêm ô chứa rồi. Tha hồ mà cất vô luôn. Yeah. Đã nha, đã nha. Cất vô, cất vô, cất vô. Phải mình nảy ra cái ý tưởng này sớm thì hay rồi. Xong. Có thể loot tiếp rồi đó. Quá trời luôn nào. Mình loot một lần xong là mình dùng chắc cả tầng. Chưa hết nữa. Thích ghê luôn á. Mình tưởng là cái tàu cướp biển hồi nãy là giàu rồi. Mà cái này nó còn giàu hơn cái tàu cướp biển nữa chứ. Quá xa đã luôn. Ghiền liền, ghiền liền. Ui giời ơi. Có, đây có lòng spawn nữa. Mình cần phải đập ngay. Đập ngay. Rồi tiêu diệt nó. Xong. Tốt tiếp. Tốt nốt cái này xong mà té được rồi đó. Lướt nhiều quá thành ra. Cũng mệt chứ bộ. Rồi xong phim. Có vẻ nó chỉ sơ sơ qua là những cái chỗ đào mỏ rồi có những con xương canh gác á. Chứ nó không có con nào, con boss nào mà canh giữ ở đây hết. Cái này tao đều thêm vài con boss vô cho mình chiến đấu chứ. Chứ làm gì mình ngại chết đi được. Vô lấy hết đồ của bọn chúng. À không, lấy một chút đồ của bọn chúng. Ngại chết. Rồi lấy đập làm son. Hình như còn đúng cái hướng này nữa là xong rồi. Gần hết rồi. Éo các thứ nè. Thôi mình không lấy thêm nữa đâu. Nhiều lắm rồi, xài không hết đâu. Nào mình thiếu đi mình quay lại đây mình lấy thêm sao ha. Lấy xương xương mấy viên kim cương mang về chơi thì được. Còn cái thùng nào không? Đây. Ồ thùng này không có kim cương. Ồ có thêm một trái tim. Ôi cái gì? What? Ui có con nào nó có siêu năng lực quýnh mình phát. Bị bật lùi một khúc luôn. Rồi luôn, văng game luôn. Nghiệp quật rồi. Ồ mình còn được một cái vật phẩm gì nữa nè. Dep Meter. Cái này có dùng để đo đạc gì không? Những cái này lạ lạ. Ồ mà nó có thể chế tạo được hả? Ồ dùng đi.
tưởng đâu hàng hiếm các thứ thì mình lụm ha, còn không, còn chế tạo được thì thôi mình không có lụm đâu. Kho đồ của mình bây giờ nó cũng đã khá là đầy rồi, có vẻ mình nên chuồn lên thôi. Mình cũng đã khám phá xong chỗ này rồi mà. Vô một quét một từ nghe, thanh niên nghèo khổ bây giờ thành rich kid luôn rồi, sướng nghe á. Mình không ngờ cái khu mỏ này nó lại giàu đến như vậy. Biết được một cái công trình có thể cho mình rất là nhiều đồ xịn rồi đó nha. Trong tương lai thì ví dụ mà có thiếu thốn kim cương các thứ thì có thể tìm những công trình giống như vậy để khám phá. Còn bây giờ thì chắc đi lên thôi các bạn ơi. Trước khi về chẳng lẽ bỏ bản đồ kho báu trong dùi này thì cũng ổn. Phụ công cái người ta vẽ ra bản đồ này đúng không? Thôi mình lỡ rồi ghé ngang mình đá nhẹ cái kho báu cái nha. Đi coi coi nó ngay đây đúng không nè. Rồi ngay đây, ngay đây. Mình sẽ thử bật F3 lên. Và đúng số của nó chưa? Nếu chưa đúng thì mình phải đi lùi lại. Đó ngay đây. Đó, giờ thì đi xuống dưới nè. Hy vọng là đúng á. Đấy, chuẩn cũng được đi. Nói chung thì có cái trái tim biển cả này là ok nè. Mình có thể làm ra được cái con đuôi á, cái ống dẫn. Tương đối là tốt luôn. Không biết tới khi nào mình mới tìm được cái ngôi đền trong cái bản đồ này nữa. Mình mệt mỏi lắm rồi. Trong lúc tìm cái ngôi đền này mà mình tìm được rất là nhiều công trình khác nó còn giàu hơn nữa. Thôi thì chắc tạm thời mình sẽ dừng chân ở cái khu vực này đi ha. Rồi mình sẽ tranh thủ về nhà mình dọn dẹp hết cái đống đồ trong cái ba lô của mình nè. Để mình còn quay trở lại đây và tiếp tục cái hành trình đi tìm cái ngôi đền này nữa. Đã đặt mục tiêu rồi nên mình sẽ cố gắng tìm nó được trong thời gian sắp tới ha. Hy vọng mình sẽ sớm tìm được. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá đầy may mắn ngày hôm nay. Hy vọng rằng những chuyến khám phá sau thì mình sẽ tiếp tục phát huy cái sự may mắn này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.